đây vô đây. Trời ơi, sao giờ này anh Bảo còn chưa tới nữa ta? Thôi, trong lúc chờ anh Bảo tiếng, vô đây chụp hình đi. Dạ, chụp cho nha, chụp về được khoe với mẹ nghe không? Khoan đợi đợi cho hai chút xíu nha, chị hai nghe điện thoại cái nha. Nhiều gấu bông quá. Alo. Alo, dạ dạ. Cái gì? Sao kỳ vậy ta? Hẹn tới giờ này mà ra trả cái giỏ mình đi đâu mất tiêu rồi. Ai da. Ê. Trời ơi. Cái này em làm gì cho có gì tiếng? Em chụp hình. Đi rồi rồi. Đây hả? Chụp hình bộ hết chỗ đứng chụp hay sao chui trong đó? Chị hai kêu chui đó chụp mới đẹp. Chị hai biểu gì làm đó hả? Tất nhiên là như vậy rồi. Nè nè nè, nói nghe lời đi chưa? Em không nghe lời. Vừa cãi phải không? Em thích cãi em. Khổ đúng không? Em không thích anh. Ủa, em sợ anh hả? Ủa, em sợ anh hả? Rồi nhớ nha, nhớ nha. Trời đợi đó, đợi đó. Tranh khổ. Alo. Mẹ hả mẹ? Dạ. Này con đi chơi với anh Bảo á, bạn chị hai á, mà anh Bảo đánh đập con á. Buông ra. Dạ 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 cô hả? Dạ con chào cô. Cô ơi cô, không có gì đâu. Tiếng nói xào đó cô, nít mà hay nói xào lắm cô. Dạ dạ cô ơi, có gì cô cứ nói một lời đi cô. Mình người lớn mà con thích nói chuyện với mình á thì mình phải trả lời nha cô. Mình nói chuyện. Dạ alo. Alo cô. Ủa em gì? Xào đúng không? Chẳng qua là em lừa anh thôi. Anh sợ em lắm rồi ha ha. Tại vì em á là cái đứa được thương nhất trong gia đình. Em hả là cậu út rồi cưng chiều. Cho nên anh anh không dám làm mất lòng em được chưa? Được rồi. Giờ muốn gì? Giúp em chuyện được không? Giúp cái gì nói đi. Viết giùm em lá thư. Thư gì? Thư tình. Thư tình? Trời đất ơi. Ông có chút yếu chiều chiều ông mà đặt ông thư tình. Ủa anh có người yêu được, em có người yêu được vậy không? Có người yêu luôn. Viết thư gửi người yêu. Trời ơi. Dễ nha. Chơi luôn. Viết đàng hoàng nha. Trời ơi viết hay lắm luôn, anh có kinh nghiệm để giúp đỡ cho. Em đọc gì anh viết đó. Rồi rồi được rồi, anh biết mà. Rồi đọc đi. Chấm rồi đó. Rồi xong chưa? Xong rồi đó. Rồi thư em. Mình gấp gọn gàng lại, mình đưa cho người yêu nha. Đúng rồi. À. Để qua đây đọc lại lần nữa cho chắc ăn. Đúng rồi, đọc lại kỹ càng vô. Ủa? Anh Bảo. Lan. Giờ này mới tới thì biết à. Anh qua đây để trả lại cho em cái giỏ nè. Rồi, tiếng. Qua đây chị hai chụp hình cho. Em có công chuyện rồi. Công chuyện cái gì? Sẵn có anh Bảo. Ủa, em rớt cái gì vậy tí? Ô, chết quên. Em vô tình rớt. Mẹ em chút nữa là mất tiền lá thư. Lá thư gì vậy Tiết? Dạ, lá thư anh Bảo nhờ em đưa giùm cho chị Đào nhà kế bên đó. Cái gì? Viết thư được chị... Thư tình. Thư tình hả? Dạ. Đưa chị hai coi. Tiến, em nói gì Tiến? Thì hồi nãy anh kêu em đưa em nhờ cho giùm đó. Trời ơi, cái thằng này nó còn nhỏ mà sao nó xạo dữ vậy? Quá lắm rồi ha. Cái này cái gì? Lại đi. Tình cảm sức mướt của ha quen tôi mà bây giờ viết thư cho con Đào. Lan ơi. Tôi sẽ nói chuyện này. Cái này là của Tiến, cái này của anh. Không phải em làm gì biết chữ, em làm gì biết chữ mà viết thư. Đúng rồi, Tiến làm gì biết chữ. Nó nhờ anh viết cho người yêu đó. Cái gì? Thằng em của tôi nó còn học lớp 2, biết cái gì đâu mà yêu thương. Trời ơi Lan ơi. Khoan đã, tôi có điện thoại, tôi ra ngoài nghe xong tôi xử lý chuyện này sao. Lan ơi. Alo. Lan. Hư nè. Mắc gì anh nè. Đi. Hả? Tại sao nói xạo? Tại sao? Tại vì em không thích anh. Nè, mấy gì thích tôi có làm cho mấy người không thích tôi? Bởi anh không làm gì em không thích anh. Ủa là sao vậy? Anh không làm gì thôi chứ mắc gì em kiếm chuyện với anh hoài vậy, muốn cái gì? Những người bạn trai khác của chị hai ai tới cũng mua đồ chơi cho em quá trời. Còn anh thì không có gì hết. Ý của em là muốn đồ chơi đúng không? Dạ. Chứ còn đồ chơi thì được đúng không? Nè, có tiền nè. Đi ra muốn mua cái gì mua, thích cái gì để sắm cái đó. Nè, thoải mái luôn. Đây, đó, anh cho em tiền nha. Được. Không, được rồi. Cho nguyên cái bóp. Nguyên cái bóp luôn. Thiệt luôn anh. Ừ. Mua cái gì cũng được. Mua thoải mái. Thề đi. Hề. Ý. Ủa? Láo hả? Tiến đâu rồi anh? À, đi mua đồ chơi rồi em. Thôi được rồi. Để em ra chỗ đó sợ em dắt nó về luôn. Ừ, đây. À, đó. Bóp nè. Em chưa có tính sổ chuyện này sau đâu nghe chưa? Ủa? Tiến? Dạ. Tiến đâu mà như mua cái gì tùm lum tùm lum hết chị? Anh Bảo á chị, anh Bảo đưa tiền cho em mua đồ chơi á. Trời ơi,
em có biết con gấu này là mắc tiền lắm không? Rồi cái vỏ đồ đó cái gì nữa? Thôi không nhầm nhò, anh Bảo đưa cho em nguyên một cái bóp luôn nè. Cái này là bóp của chị Hai mà. Hả? Không, anh Bảo kêu là anh Bảo đưa cho em cái bóp đi mua đồ chơi. Đây là cái bóp. Con nít con nôi mà bị lại ăn cắp rồi còn dám đổ thừa người lớn. Rõ ràng là khi nãy hả xin tiền anh, một bữa anh không cho, anh nói con nít không được xài tiền. Vậy mà anh lấy anh đang nghe điện thoại, nó dám mò vô trong cái vỏ của em, nó lấy cái bóp của em, nó đâu có biết là bóp của anh đâu. Không phải. Không? Nó tưởng nó là của anh. Nè, ăn cắp, con nít hư. Đưa cái bóp này, đưa cái bóp này cho em. Đó. Hôm nay á em làm cho chị Hai cực kỳ mất mặt trước mặt anh Bảo, em có thể ăn cắp tiền như vậy hả? Em xin chị Hai vẫn có thể cho em mà. Hư quá, chị hôm nay chị phải đánh em mới được. Đánh đi mà, phải đánh. Đúng rồi, hư lắm. Đứng lại. Hôm nay chị không quản được em. Hôm nay chị đánh em mới được. Đứng lại. Đừng. Giận quá mà. Trời ơi. Ai ra đâu mà. Chết rồi tự nhiên cái. Tiến ơi em có sao không Tiến? Chị Hai xin lỗi. Tiến ơi không phải, tại vì chị giận quá, chị không có cố ý đánh em có sao không Tiến? Em không sao. Hả? Mà đây vừa có sao nè. Anh Bảo. Ai da, cái này về anh mở ra chắc một bên dấu nhân, bên dấu cộng quá. Xin lỗi. Em quýnh gì quýnh dữ vậy em? Không phải, tại vì em nóng quá. Anh đợi xíu đi, em chạy đi mua dầu cho anh nha. Ủa, sao mà anh đỡ giùm em vậy? Trời ơi, thì anh tưởng là chị Hai em la em thôi. Ai ngờ đâu chị Hai quýnh em vậy. Em chút xíu siêu chị Hai quýnh em lằn ngang lằn dọc sao được. Thôi, em xin lỗi nha. Lỗi phải gì, anh người lớn, anh không có chấp con nít hiểu không? Thôi ngồi xuống đây với anh. Hòa thuận nha. Ừ. Góc quéo. Anh em mình thương dâu nha. Nè, dâu nè. Dâu nè. Đây, giỏi nha. Đây, em xúc cho. Hả? Ủa? Thôi, trả cho anh đi, tự về nhà anh xúc. Đến về nhà anh xúc nha. Thương thôi. Lắm á, giỏi nè, có đau chỗ nào anh xúc phụ cho. Thôi, không đau. Ủa? Sao hai người thân thiết nhau dữ vậy? Thì hai anh em tôi là yêu thương nhau mà. Thôi, không bây giờ anh chụp hình cho hai chị em mình đi. Cũng được. Đúng rồi. Sao hôm nay cũng là lễ mà. Đi qua chụp hình nha. Đúng rồi. Đi vô đi. Em mình đã lỡ tới đây rồi. Thôi mình chụp cho tấm hình ha. Chưa vô tí. Anh đưa con gấu, anh đưa con gấu được. Ủa? Sao em cho Tiến chui vô đó? Thì chui vô chụp hình cho nó đẹp, Tiến nó thích cái lều này mà. Trời ơi, em nghĩ làm sao vậy? Em biết là người ta dựng lên cái cảnh này khó lắm không? Đâu phải thích là được đâu. Nó là con nít, nó không biết. Nó thích, nó đẹp, phải cản nó. Sao mà em cổ vũ cho nó chui trong đó, rồi làm hư hết cảnh của người ta rồi thì sao? Nè, em làm như vậy là em ích kỷ, em thiếu nhân quá biết không? Đi ra em. Đi ra nhanh lên. Đi ra nhanh lên. Bước ra ngoài nhanh lên. Đi ra nhanh lên. Hả? Anh chị ơi, anh chị. Ủa, hả vậy chụp. Chụp cái gì nữa mà chụp? Em coi kìa, chui vô xong rồi phá hư luôn ra cái lều của người ta. Người ta tới coi, người ta đi luôn rồi, chụp gì nữa? Mùa Giáng sinh là lúc mọi nơi được trang hoàng lộng lẫy với những đèn hoa, cây thông, hang đá khiến nhiều người thích thú tìm đến chụp ảnh. Niềm vui đó càng đặc biệt hơn khi được dẫn theo những đứa bé đáng yêu và chụp hình cho chúng. Thế nhưng, rất nhiều người lớn lại không muốn chụp ảnh cho con em một cách bình thường. Họ muốn đứa trẻ đi vào cảnh trí, đứng sát bức tượng này, ngồi lên bức tượng nọ, hái được trái châu này, cầm được bông hoa kia, để tấm hình thêm đặc sắc và thú vị. Để rồi, sau khi họ và đứa bé rời đi, thì những cảnh trí xung quanh cũng tan hoang, hư hỏng không còn gì. Trẻ con vốn hiếu kỳ, nên chẳng lạ gì khi chúng ham muốn được chạm vào cảnh trí. Nhưng đó vốn là điều không nên làm mà người lớn thì biết rất rõ. Thế nên, người lớn phải là người nhắc nhở chúng, chứ không phải làm lơ và khuyến khích chúng phá hoại nơi công cộng. Người lớn có trách nhiệm dạy bảo trẻ con. Thế nên đừng vì chút niềm vui nhỏ mà cắm rễ nơi chúng những mầm mống xấu làm hư mất một con người. Rồi, xong. Thấy chưa? Nãy giờ thấy là công sức biết bao nhiêu mới dựng được cái lều. Em xin lỗi mà. Lỗi phải gì? Thôi, coi như là tha cho lần này nghe chưa? Thôi, thì giờ vẫn mệt thì đi ăn cho đỡ mệt. Đúng rồi. Đây.
Nhưng mà á, anh quên cuộc hẹn với lại chị Đào rồi hả? Hẹn gì? Hẹn chị Đào đi chơi hôm nay nè. À, cái hồi nãy đúng không? Trời, này đây sẵn có cái cây luôn đó, anh hay quá ha. Bây giờ nè, bây giờ tôi mới tính tới cái chuyện đó, từ nãy giờ tôi quên nè anh. Em ơi, đẩy cho tôi. Vậy đó kìa anh, Tiên ơi, Tiên. Cô anh Tiên ơi. Tiên ơi, đứng lại Tiên ơi. Tiên ơi, cứu anh. Tiên ơi, cứu anh Tiên ơi. Hai, một, mình thắng.